quá, héo luôn anh à. Dạ, yeah, bữa nay trời quá nóng luôn. Chào cả nhà. Hôm nay thì hai vợ chồng mình ra vườn để trồng ít cái bắp cải mini. Cải tí hon không? Dạ, chắc mình trồng chậu à. Này không có trồng dưới đất nữa hả? Hết chỗ, với mình trồng ngò. Ngò lý á phải không? Dạ, thu hoạch dưa leo, đậu que. Với mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình quấn cái gốc dưa leo luôn các bạn. Ờ, nói về quấn gốc dưa leo á, thì năm ngoái hả em? Dạ. À, bà xã mình quấn gốc dưa leo nó đạt kết quả rất là tốt luôn. Thì năm nay mình thu hoạch xong rồi bà xã sẽ quấn gốc dưa leo xuống. Tại vì nó lên rất là cao rồi. Giờ thì mình thu hoạch đậu que trước. Hôm nay thu hoạch cũng được cân mớ rồi. Ăn lần rồi các bạn. Ừ. Thường thì đậu que mình thu hoạch ít lần là nó mới nhiều ha em ha. Khi nó lên tới trên á, ừ, bắt đầu nó mới nhiều. Giờ thì nó chỉ có một cọng thôi. Ừ. Hồi năm ngoái dưới đây không có trái luôn á. Cái này loại đậu que dài, dài phải không? Cái loại này ngon lắm. Hồi ngoái tính trồng mà trồng bị lộn á. Ừ. Em thích cái này, cái loại đậu que này nhiều phải không? À. Nó ngọt phải không? Ngọt, mà nó nhiều trái đó các bạn, trái nó dài, ngon lắm. Còn cái đậu bún mà sao nay nó cũng chưa đậu có lên ha? Năm nào trồng đậu bún cũng tệ hết. Cái nào mình thu hoạch xong cái nó còn cái cùi không, cái mình ngắt mình bỏ luôn. Ở đây còn nó này nè. Cái này đậu que ngắn. Que ngắn. Mình trồng cũng nhiều loại đây ha. Có loại tím nữa. Loại tím thì mình tự ươm. Chắc ở dưới nữa kìa. À, hai chắc nhiêu đây là đủ hai vợ chồng mình xào ăn. Đủ luôn á. Đây nữa nè. Đây hả? Này thì nó chưa có bò lên tới cái vàng mà nó bò lên cái vàng ngang nhiều á là lúc đó nó có trái nhiều lắm các bạn. Nhưng mà nói chung năm nay trồng nó không có được tốt lắm như mọi năm khác các bạn. Nói chung không, năm nay cái gì nó cũng bị thất mùa, trái cây đồ cũng không bằng nữa. Không phải là mình không ha, tất cả mọi người ở đây đều như thế. Cái thời tiết năm nay rất là thất thường. Hồi năm ngoái giờ này cái vàng bầu của mình là thu hoạch rồi hả? Ừ. Thu hoạch nhiều rồi đó. À, năm nay chưa các bạn. Rồi, nhìn cái còn không anh? Đây nè, đây còn trái nè, cái tím. Cái này là tím các bạn, cái này cũng ngon lắm. Thì cái này hồi năm ngoái mình không biết, mình không có lắc lá đó, thành ra là trái nó tới trên mới có trái luôn, tới trên cũng không có, mình lắc lá thì nó mới có trái đó các bạn. Cho nên năm nay mình thấy cái lá nào bự bự mà nó không cần thiết thì thôi mình ngắt, mình bỏ bớt rất là nhiều luôn, cho nên nó mới được trái vậy đó. Rồi, à, nhiêu đây là đủ mình ăn không? À, đủ xào luôn á. Vậy thì thu hoạch dưa leo ha. Rồi. Lại đằng kia có mấy trái dưa leo ở trên cái chậu hái luôn anh nè. Rồi đi. Này dưa leo và gai, dưa heo để làm chua. Hai trái bầu cũng sắp thu hoạch được. Đúng rồi. Chắc cái dưa dây này mình bỏ luôn á. Bỏ luôn á, dây này trồng trên chậu như vậy nó hư rồi các bạn. Nó không đủ chắc, với lại nó đợi đây nó bị phấn nè. Ừ. Mà hôm nay mình hái chắc cũng mười mấy trái rồi đó. Ừ, mình cắt mình bỏ luôn. À, giờ thì lại thu hoạch dưa leo. Bữa nay trời nắng chiều rồi mà cũng còn rất là gắt gao. Đó. À, thì hôm nay mình dưa leo này hôm nay mình hái cũng nhiều lắm luôn á. Ừ. Đây nè các bạn, có anh trái to nè. À, ngon không? Trái này loại gì? Loại Nhật phải không? Nhật. Rồi. Này là dưa leo mini. Mini. Được mấy trái? Một trái. Ồ, cái này một dây này ha. Ừ. Hai trái. Chắc đây anh không thấy dữ. Ba trái. Không, anh vô đây không? Chia hết rồi. Anh vô đây không? Anh quạt. Ở ngoài nhìn không thấy các bạn. Vô đây thấy rõ hơn. Cái này loại gì? Này English cucumber. Sao nó hay là lộn rồi đó. Không biết nữa, English quá à. Này chắc em giống mini mà nó dài à. Coi nè, một cái mắt này á anh. Wow, rồi nhiều trái luôn nè. Này mini hả? Chắc không biết phải mini không, nó nhiều loại quá à. Cái này nó cũng có hơi ra chút xíu, nhưng mà nó cũng nhìn cũng giống mini. Ừ. Nhìn giống English hơn á. Ừ, anh thấy cái đó giống English hơn. Cái này mình thấy được không? Cái mini cái da nó như vậy nè. Này mini nè. Đó, mini đó. Chắc luôn đi, cái này nè.
hơi non, hơi dừa đó. Cái này thì mình hái lâu lần chút mình quấn gốc. Có một cái nhỏ chắc bỏ luôn quá. Cùi à. Mấy cái này anh nghĩ mình hái rồi lắc mình quấn gốc xuống hết. Cái này là English cucumber này cả. Wow, cái này ăn chắc giòn ngon lắm á. Chắc cái ngoài kia hái luôn quá hả? Hái luôn. Chắc cắt cây cây nhánh đó luôn quá. Ấy, ngắt luôn chút đồng mình quấn gốc cho nó dễ. Cái ở dưới luôn kìa. Trái nó bị đều rồi. Cái đó chắc là lấy luôn, cho cái đi luôn đi, là quấn gốc cho mọi người. Đó. Cây này nó bị ép quá. Cái này là cái loại khác nữa. Ồ, cái này loại dưa gai bự phải không? Này đúng rồi nè. Sweet success. Mà loại dưa gai á. Lấy cái lá cho anh coi. Đó, cái này mini mà loại giờ nó bự rồi. Dạ, hết mini rồi. Tại mình để nó hơi lố một chút. Chắc hơi nhỏ ha. Ừ. À, xong chưa? Rồi. Cái đó. Cái đó thì sweet success luôn á. Mà nó có hái không hay là để dành? Thôi chắc để dành đi. Cái này nó. À, cái này nó cao dữ rồi nè. Chắc mình cột nó lên. Mà lát mình thòng nó xuống cũng vậy à. Mình giờ chưa có cột. Ok. Ừ. Lát qua bà xã mình à. Chắc bây giờ luôn hả? Bây giờ sẵn đây mình quấn gốc luôn. Ừ. Nè. Em có cần tỉa lá không? Quá trời được rồi. Tỉa chứ. Bữa nay là đợt cũng như là đợt đầu tiên không? À, đợt đầu tiên hôm nay thì hái giống như là hái ít ít để ăn thôi. Không có nhiều, hôm nay là đợt nhiều nhất luôn á. Thì cái này á, các bạn nhìn thấy cái đầu của nó bắt đầu muốn tàn á anh. Ừ. Cái ngọn của nó đó. Thành ra nó bây giờ trái bắt đầu eo ụt rồi, không có nhiều trái giống như là lúc đầu. Giờ thì mình hạ nó xuống. Cái này thì mình làm nắng quá. Mình làm cái giống như mình nhẹ nhàng chút xíu ha. Ừ. Các bạn mà kéo xuống mà cũng phải cẩn thận nha, tại vì là cái nhánh chánh mà nó gãy hay gì cái là đi đời luôn cái sợi dây ha. À. Cái gốc cũng vậy, không mình bỏ xuống thì nhẹ nhẹ thôi, không cần thiết phải gấp quá. Từ từ nó sẽ ra cái rồi, tới đó ra được không? Rồi em câu trên đi. Đó, mình câu trên cho nó đứng ở trên nè các bạn. Mà có cái này tiện lắm, mình mở ra mở vô được nè. Thì cái này á, mình cũng có để trên cái link á, ai mua trên Amazon á, rất là rẻ mà nó nhiều cái lắm các bạn, nó xài hoài luôn. Dạ thì mình xài mấy mùa rồi đó. Dạ thì mình thấy mình xài nó cũng như tiện lợi á, thì mình hồi trước mình không biết á, mình mua mấy dây á với hai cái loại khác nó hay bị hư, mau hư rồi dây á thì nó mục. Đó, còn cái này bằng mũ mà mũ á, nó xài hoài ha. Xác chung một chút mẹ. Mình để nó cái mình để xuống mình chôn lên nó cũng cẩn thận nha các bạn, mình phải dòng sao mà nó bự á, nó dòng cái lúc bự ra đó, chứ nếu mà nó nhỏ quá cái nó sẽ gãy cái nhánh á thì nó sẽ bị chết. Cái này thì vẫn còn cong á, ít bữa cái nó quen á cái mình sẽ cho nó đè xuống rồi mình lấp đất nó lên lại. Cái này là hồi năm trước thì bà xã mình quấn cũng như vậy này, quả trái nó riết cuối mùa luôn mà vẫn còn tươi ha em ha. Dạ, mập ú luôn á. Cái này thì hơi bị khó khăn là nó mập quá rồi. Trời nay trời nắng quay ngược chiều cái nó chá quá. Sao em làm cây mé ngoài trước em. Tại vì dòng cái em thấy nó trái ở dưới gốc quá. Cho nên không có dự định quấn. Là nó cũng cao rồi quá. Thì nếu mà cái đó mình nghỉ ít ngày nữa nó mình hái được thì mình để là cái tới đó mình thu hoạch. Dạ. Yeah. Mình thì cái này thôi. Này quấn. Hay là mình quấn tới xuống tới đó thôi. Tại vì nó cao quá rồi các bạn, cái vàng của mình nó không cũng có cái giới hạn à.
đi lại chỗ này để cho nó không ngược nắng. Nắng quá à. Cái này để cho chút xíu nữa quay nó ngon hơn. Ngược nắng thì quay không thấy đường. Có chừng gãi của em. Mình cứ nắm cái cẩn thận cái đầu ở trên ở đây các bạn. Đó, làm cho nó không có gãi cái ngọn. Cái mình thọc thọc từ từ xuống. Ô, có ăn cây nó cái trái nó bị quấn em ơi. Cái trái trên á. Thì mình nắm cái đầu nó nè. Xong cái mình mắc nó vô đây. Mình cột trước. Mình làm mình coi chừng đụng. À, làm mấy dưới rồi cho nó. Đụng mấy cái trái á, đụng mấy cái trái hình như mình đụng nó cái nhầm kia nó không có đậu á các bạn. Ở bên kia thì người ta cắt cỏ nó bay bụi qua đây. Wow, còn trái dưới đây nè, sao giờ? Cái này có trái đây phải không? Cái này đông ái em có làm rồi nhớ không? Cho cái trái nó lú lên thôi phải không? À, nó cũng lớn rồi các bạn. Lấy cái lót lá mình lót nó cho nó không dính đất. Rồi xong. Cái lá này nè, lót nó. Ok, vậy đem kẹp nó vô rồi đó. Mấy cái tược thường thường là mình tỉa hết. Rồi, anh đó nó có mấy cái trái. Em lấy trái hả anh à, tại vì em không để cái tược nhiều. Thường là cái tược mình bỏ hết đó các bạn, nếu mà trong cái dây chánh nó có trái là mình bỏ hết tược. Còn nhầm khi mình tiết á, giống vậy nè, mình tiết cái trái thì mình để vậy đó. Nó không lớn không? Nhà nó nhiều quá thì nó lâu lớn chứ không gì đó. Có ăn trái nó bị hư rồi chắc luôn em. Dạ, mấy cái trái hư là những cái lá nào mà ú ở dưới mình bỏ hết luôn. Được rồi, chắc được rồi. Xong. Rồi mình lót cái lá lên. Đó vậy bóp cái đó nó vẫn lớn hả? À xong ha. Cái này okay. Thì để ngày mai mình sẽ quấn tiếp ha. Cái nào mình cũng quấn vậy các bạn. Nếu mà cái nào mà trái nó gần gốc đó, thì nó chưa có bò lên cao thì mình khoan hả quấn. Mà khi nào nó lên một khúc mà trái dưới đây giống như trống ở đây rồi mình lẻ hết lá rồi thì mình quấn xuống. Hay nghe em quấn cái cây bự luôn đi em ơi. Cái cây bự này nó cao quá rồi. Ok, cái cây nó bự. Cao lên tới bò lên trên luôn á. Cái cây bự này khó quấn á, biết tại sao không? Đó, nó có. Tại hôm bữa trái nó nhiều quá đó. Thành ra em tiếc em để mấy cái nhánh. Cho nên nó bò lên rất là cao luôn, bây giờ cao quá thì nó hơi khó. Có cần anh phụ không? Cầm ở trên không, coi chừng nó lọt xuống á. Ô, còn cái dòng em. Rồi, cầm. Có cần anh phụ không? Không cần đâu. Rồi cho nó thọt thọt xuống đại đi, không sao đâu. Đây, các bạn. Phụ và xám vậy đó. À cái lá này. Lá chỗ đó. Rồi em mắc lại đi, xuống xuống nữa luôn đi. Nó đụng đất chưa? Đó. Anh nghĩ mấy dưới đây mình cho nó đi hết đi cái bông được không à? Ok. Rồi cho nó quấn cái nữa đi.
Wow. Nó ngay mắt là mắt ở dưới cho tài em. À, em buông ra được không? Rồi buông ra đây. Đó, bây giờ thì mình đè xuống này. Đó. Wow, rồi cái gốc này nó bự. Gốc này rất là bự luôn. Chắc mình bỏ hy sinh mấy cái bông nó hết. Mấy cái bông này cũng được không à? Hình như con trái ngoài đây nè, thấy không? Đó. Này hả? Rồi em cắt rồi hả? Đâu có. Ồ cái trái nhỏ xíu hả? Cái đó muốn hư rồi. Hai trái nữa. Cái này nè, muốn hy sinh nó luôn nè. Ừ, vậy hy sinh luôn đi. Đó. Cái này là cách bà xã mình quấn gốc. Thì cũng có nhiều bạn hỏi, tại vì thường thường bà xã mình nói quấn gốc nhưng mọi người cũng không biết là quấn gốc như thế nào, cho nên có nhiều rất nhiều bạn muốn bà xã mình chia sẻ. À, thì mình cũng nói quấn gốc nhiều lần nhưng mà nhiều bạn không hiểu, cũng như không có hiểu cái cách mình quấn như thế nào, không cũng như không có biết cách đó các bạn, thì mình chia sẻ cái cách luôn. Là cũng như là quấn gốc là mình rút nó xuống nhiều ở dưới đất. Dạ giống như quấn. Cái quấn ở dưới vòng đặng cho nó. Nó, tại như dưa đó, mình quấn nó, mình cho nó dưới đụng đất á, thì dưa nó sẽ ra rễ. Mà nó càng ra rễ á, thì cái dưa nó càng mạnh hơn. Nó không bị tàn. Ừ, đúng rồi. Tại như dưa ở dưới gốc mà nó mình trồng, mình hái thu hoạch rồi á, thì từ từ nó sẽ tàn, cái lá nó sẽ chết đi. Nó, nếu mà mình để trên hoài á, thì nó càng dài á, cái nó hút phân không đủ. Cho nên mình quấn nó xuống dưới, nó ra rễ, rồi nó sẽ có nhiều rễ, rồi nó hút phân đủ cho cái cây nuôi, kéo dài thời gian. Đó, ở này cái cây này chắc còn quấn 2-3 vòng nữa ha, còn vòng nữa mày em ơi. Tại em không, em sợ nó bị... Hình như nó đụng ở trên đây nè, đụng mấy cái lá. À. Ấy, ấy. Ấy, đôi gãi. Cho cái lá nó chui vô luôn. Đụng cái lá, cái con trái bự trên nó đụng. Ồ, hình như có cái trái này nó. Nó chọt nè. Dạ, thôi, được rồi ha. Anh nghĩ mấy cái lá trắng này nè. Lát nữa mình quay cho nó chia sẻ với các bạn thôi, còn này lát mình làm sao ở ngoài xong những mấy cái lá này bị móc nè các bạn, cắt bỏ hết. Ghim nó xuống, nó móc nó ra rễ rồi cái nó không có trồi lên nữa. Rồi, mấy cái lá này nếu mà mình ấy thì mình bỏ, hoặc là mình có thể cắt làm phân luôn cũng được luôn. Cái này là cách làm biếng rồi các bạn. Ở trên nó bung ra lại mày. Trên cái ngọn nè, nó bung ra nè. Trên đó hả? Ờ, để em chắc em ấy thêm cái nữa. Cái này nếu mà mình nó ít đất á, mình đổ thêm xíu đất á anh, thì nó đè xuống là nó ra rễ à. Nói chung là cái dưa nó đụng, cái dây nó đụng đất chỗ nào nó ra rễ chỗ đó. Dạ, nhất là cái rễ mà cái đất mà ẩm ẩm á các bạn, thì nó ra nhanh lắm. Cà chua rồi cũng vậy. Cái thân nó đụng đất á, nó có lông lông, cái thân nó có lông lông là nó ra rễ á các bạn. Dưa hấu cũng vậy luôn á. À. Xong ha. Rồi. Rồi mình ra mình coi thành quả bữa nay. Chưa, còn mình còn trồng nữa anh hả? Ô, trồng nữa hả? Chưa về cũng nông dân rồi, coi thành quả rồi. Chắc cái này luôn em. Cái nào? Cái trắng trắng bên đây đó. Không thấy đường. Cái lá hả? Lá bự. À. Này hả? À. Được chưa? Rồi. Rồi cho nó vô luôn, để nó gãi ạ. À. Chưa, em dục cái đã.
Vậy mà nó cũng tới đó rồi, mình thâu xuống dữ lắm mà. Cái này chắc phải quấn luôn á. Cái đó chưa thâu mà. Chưa. Thôi để chút mình rảnh mình sẽ thâu anh. Để không có thời gian. Không thôi cái video nó quay dài thòn lòn. Thì mình làm một ít cái cho các bạn thấy thôi. Cái này chỗ này thì bây giờ nó đang trống. Mà mình thấy ngò ngon quá. Cho nên mình nhét vô đây các bạn. Chỗ này không có nắng nhiều, mình nghĩ chắc ngò chắc được. Thơm quá trời hả? Ngò này thì làm bánh mì thịt Việt Nam, bỏ ít cộng lên thơm phức. Nhà cũng hay ăn á, thành ra mình trồng vậy cái có, thành ra mình bức ăn thơm lắm. Ngồi tới đây mà nó thơm. Thơm phức luôn á. Thơm bánh mùi thịt. Bánh mì thịt. Bánh mì thịt. Cái này mấy cái ống nước này là lát mình phải gắn lại các bạn trước khi đi cắm trại. Tại đi cắm trại 4-5 ngày và ở đây mà trời nắng nguyên liên tục. Phải gắn nước đặng cho nó tự động nó tưới, không thôi về nhà nó chết hết. Đúng rồi. Hồi sáng đi mà chưa tưới rồi tới chiều về là nó cũng quéo. Tại bữa nay anh tắt á. Tại mấy bữa rồi anh chỉnh nó nhiều nước á. Anh muốn tắt cho nó khô một chút. Rồi xong. Cái này trời mát mát à. Rồi xong không? Giờ mình coi thành quả được không? Chưa. Còn nữa hả? Trồng bông cải tí hon nữa. Ồ. Nhiều thứ vậy. Lúc này thì đi vô mấy cái vườn ươm á thì rất là khó mà tìm những cái cây con các bạn. Thì lúc này tại vì nó cuối mùa rồi không có ai bán nữa, ngoại trừ các bạn đi đến những cái tiệm Á Đông á thì người ta còn bán thôi. Cái này là cái bắp cải mini cho nên hôm nay nhà mình không có trồng, mà mình nghĩ lúc trước mình trồng xong rồi tới mình trồng 6 cây vô đây luôn hả? Không. Oh. Cây hả ông ơi, cho nên mình trồng rồi tới cuối mùa mình sẽ thu hoạch các bạn. Vậy mình trồng ở đâu nữa, còn dư nhiều cây mà. Em có còn cái chậu trong kia đó. Ồ. Đủ không? Ông nông dân tính trồng 6 cây mà. Tưởng là em trồng 6 cây vô chậu đó chứ. Vô chậu cái đó lá không có ăn luôn. Mình trồng cải tí hon mình ăn lá. Thằng đây có 3-4 mà. À, dư thì kiếm chậu nhé. Ây da. Ồ, hello em. Hôm nay nghỉ hả? Nóng quá trời nóng luôn. Đó, trồng xuống đây đi. Này nó dính lẹo à. Em có bỏ cái phân gì không? Nó có phân sẵn trong đây à. Nó dính gì? Bữa nay nóng quá hả? Dạ. Ngày mai là nóng hơn nữa. Dạ. Nóng hơn nữa. Ngày mai 30 mấy độ. À, đúng rồi. Mùa hè được trong mấy ngày nóng mà nóng quá chịu cũng không nổi. Dạ. Giờ nó nói là năm nào cũng vậy rồi đó. Đúng rồi. Anh nghĩ chắc em bỏ qua cái bom meal vô qua. Hả? Cái này bữa có rồi anh à? Có hả? À, chút anh tưới nước hơi khô à. Cái ớt chuông có ăn trái rồi kìa. Ừ, nó cũng không tốt, năm này trồng cái gì cũng không tốt. Năm nay thời tiết nó không ấy nên là không có được như ngoài ông ha. Thời tiết thất thường quá, trồng... Năm ngoái thì nó lạnh nhưng mà khi mà nó nóng ấm rồi cái nó liên tục ấm. Năm ngoái giờ này vàng bầu là trái đầy luôn rồi đó. Đúng rồi đó, dù này nó kêu quá trời không bầu á. À. Thời tiết nó khắc nghiệt thì đâu được. Ừ. Mấy năm nay con chứ không có luôn. Đúng rồi. Rồi còn dư hai cây trồng đâu? Kiếm chỗ. Còn hai cây. Còn chậu nào dư không? Không. Chút bên nhét rồi đó đi. Nóng quá.
Rồi, thành quả bữa nay em phải vô đây mới được để nay. Ngồi lên ghế luôn. Giống hả? Ừ. Nắng quá không? Thì nắng thì nắng. Dữ dội luôn. Ừ. À, bữa nay thu hoạch mớ dưa leo nhiều quá. Ừ, cũng nhiều dưa leo mà cũng không có nhiều bằng năm ngoái đâu. Cái đậu que này đủ ăn luôn, vô xào cái ha. Ừ. Còn năm nay thời tiết thất thường, tới lúc này mới có dưa leo để thu hoạch bao nhiêu đó đó các bạn. À, mà cũng không có nhiều giống như năm rồi đậu que tháng này là thôi quá, trời nguyên một vàng luôn, ăn không hết luôn các bạn. Ừ. Với bữa nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình quấn gốc dưa leo để nhiều trái, thì năm nào mình cũng quấn vậy á, thì mình thu hoạch nguyên một năm luôn á. Nói chung là khi nào nó lạnh nó bị úng thôi mà cái dây vẫn còn tươi trong luôn hết hả? Ừ. Nụ quá trời luôn. Thế trồng ít bắp cải tí hon, cuối mùa mình thu hoạch. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Ôi, nóng quá trời nóng. Quá trời nóng. Phải lên nước uống. Hết nước hành nước nóng luôn à. Ừ.